Người Việt mình á, cô chính chị có cái sở thích là vui vẻ, ồn ào, náo nhiệt nơi công cộng. Tuy nhiên thì người nước ngoài họ lại không có thích như vậy ha. Mai biết rằng khi mà mình đưa ra cái chủ đề này thì sẽ gặp rất là nhiều ý kiến trái chiều, những cái bình luận tiêu cực. Nó khá là nhạy cảm và đụng chạm đến tự ái của rất là nhiều người. Xin chào mọi người, Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mai lại gặp lại mọi người ở đây trên cái studio này và ngay kế bên cái bụi hoa trước cửa nhà của Mai. Chủ đề ngày hôm nay Mai muốn chia sẻ với mọi người đó chính là những cái thói quen ứng xử thiếu văn minh của người Việt mình cần phải từ bỏ khi sống ở nước ngoài. Mai biết rằng khi mà mình đưa ra cái chủ đề này thì sẽ gặp rất là nhiều ý kiến trái chiều, những cái bình luận tiêu cực của rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn. Tuy nhiên cái vấn đề này nó không phải là vấn đề cấm kỵ, nhưng mà nó khá là nhạy cảm và đụng chạm đến tự ái của rất là nhiều người. Nhưng mà phải nói thật như thế này, mình phải nhìn nhận lại rằng nếu mà mình không dám nhìn nhận những cái mặt chưa tốt, chưa hoàn thiện của mình, những cái không hay của mình thì mình sẽ không bao giờ phát triển và hoàn thiện bản thân hơn được ha. Mai sẽ chia sẻ cái chủ đề này trên cái góc nhìn cá nhân của Mai, trên những cái trải nghiệm cá nhân, những cái gì mà Mai đã trải qua thực tế trong quá trình tới Mỹ. Khi tuổi đời đã lớn và sinh sống ở Mỹ của Mai thì Mai hy vọng rằng nếu mà có gì sai sót thì các cô chú anh chị cứ góp ý thẳng thắn nhưng mà nhẹ nhàng, Mai sẵn sàng ghi nhận ha. Và nếu mà Mai có gì chưa đầy đủ thì mọi người cũng có thể bổ sung thêm ở dưới phần bình luận ở đây để cho mọi người cùng hiểu, cùng biết. Phần đầu tiên đó chính là những thói quen ứng xử thiếu văn minh của người Việt cần phải từ bỏ khi sống ở nước ngoài. Trong này thì có 5 cái thói quen ứng xử mà Mai chỉ đưa ra cơ bản thôi. Sẽ còn rất là nhiều cái thói quen ứng xử thiếu văn minh nữa mà cô chú anh chị có thể bổ sung, có thể chia sẻ thêm cho Mai và mọi người được biết ở dưới phần bình luận ha. Thì cái thói quen đầu tiên mà Mai thấy khi qua đây đó chính là cái việc thiếu ý thức nơi công cộng, ồn ào náo nhiệt nơi công cộng. Tuy nhiên thì người nước ngoài họ lại không có thích như vậy ha. Họ thích cái sự lịch sự, nhẹ nhàng. Họ lúc nào đi ra nơi công cộng họ cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, không bao giờ la lôi lớn tiếng, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thì may cả là cô chính chị biết là khi mà họ muốn kêu một ai, họ không bao giờ mà la lên hơi dung như là người Việt của mình ha. Thì họ sẽ chỉ có đi lại gần và kêu người đó thôi, chứ họ không có la làng. Người Việt mình thì như vậy. Và cô chính chị cũng biết đó là người Việt mình có thói quen giống như là ồn ào, thích hát karaoke, thích nghe nhạc rất là lớn. Thì mọi người nếu mà về Việt Nam, rất là nhiều người nước ngoài khi về Việt Nam họ rất là ngạc nhiên trước cái việc mà tại sao nhiều người Việt của mình lại thích mở nhạc với cái âm lượng lớn ở ngoài đường, rồi mở mấy cái loa kẹo kéo, rồi rất là ồn ào, rất là này nọ. Nhưng ở bên nước ngoài thì mình sẽ không có thấy điều đó. Đó là cái thói quen hình thành trong văn hóa của người Việt mình mà mọi người coi đó là một việc hết sức bình thường. Tuy nhiên khi mà mình qua nước ngoài thì đây là một cái điều gọi là mất lịch sự. Mình muốn cái gì thì mình hãy đi đến gần người đó, mình nói, mình khều, mình nói nhẹ, mình đừng có la làng, la sớm, đừng có khều quắc, mình quắc cũng nhẹ nhàng thôi. Cho đó thường thì người Việt mình hay là người da màu mà dọn tới một khu nào đó thì thường người da trắng họ sẽ dọn đi dần dần là như vậy đó cả nhà. Vì mình cứ cuối tuần thì mình hát karaoke, mình rủ bạn bè qua, mình nhậu nhẹt rất là ồn ào và họ không có thích cái điều đó. Bản thân như là khu của nhà Mai nè, có chính chị, Mai có kể cho mọi người nghe rồi, cái anh chị Ấn Độ đó, đám cưới, đám hỏi con của anh chị đó thì họ sẽ viết thư cho mình, gửi cho cái hộp thư á, nói là xin lỗi là ngày này họ sẽ có tiệc và họ sẽ có mở nhạc từ mấy giờ đến mấy giờ, và họ thực hiện đúng như vậy ha. Và thậm chí hàng xóm của Mai có cái lễ tốt nghiệp của con của họ đó, cô chú anh chị, tốt nghiệp cấp 3 ha, và họ tổ chức tiệc, họ mời bạn bè, gia đình, người thân đó, thì họ cũng có viết thư xin lỗi và gửi thông báo đến tất cả những người trong xóm của Mai luôn. Thì mọi người biết là cái đợt đi du lịch vừa rồi ở Grand Canyon ở Pennsylvania đó là ông xã Mai muốn đi để tránh khỏi cái tiệc tốt nghiệp cấp 3 của cái cậu hàng xóm bên cạnh này, bởi vì ông nói là ôi cái ngày đó rất là ồn ào, rất là đông nút nên ông không có muốn ở nhà. Mọi người thấy đó, ngay cả chính bản thân chồng Mai ông cũng không có thích sự ồn ào náo nhiệt và chính nhà ông còn phải tránh đi. Thì họ cũng rất là lịch sự, họ chấp nhận những cái dịp đặc biệt quan trọng mình có thể tổ chức tiệc tùng, họ cũng không có nói gì hết, họ có thể tránh đi giống như chồng Mai vậy đó, đưa cả gia đình đi du lịch để tránh cái ngày đó, để tránh sự ồn ào náo nhiệt. Tuy nhiên không phải là tuần nào mình cũng phải tới mà tổ chức nhậu nhẹt như vậy thì họ sẽ không chấp nhận được, cô chú anh chị. Một là họ sẽ giận đi, hai là họ sẽ gọi cảnh sát, nó rất là phiền hà ha.
Và một điều sợ nhất nữa, sợ nhất của chúng chị đó là những người lớn tuổi ở Việt Nam mình hay có thói quen khạc nhổ nơi công cộng á cả nhà. Ví dụ như mình nói ok, cái bãi cỏ đó người Việt Nam mình sẽ nghĩ là khạc cái đó bình thường không có sao hết á, nhưng mà không, cô chú anh chị ở bên nước ngoài họ không có ai mà khạc nhổ như vậy, thậm chí là khạc nhổ ở trong khu rừng nơi công cộng họ cũng sẽ không có làm. Mình muốn khạc nhổ gì đi vô nhà vệ sinh khạc nhổ ha, người Việt Nam mình thì nghĩ là cái đó nơi công cộng, mình khạc ra cái hồ, khạc ra cái bãi cỏ thiên nhiên nó có gì đâu mà khó, nhưng mà bên này họ rất là gớm khi họ sử dụng cái đó, khi họ nhìn thấy cái đó ha. Và mọi người cũng một cái ví dụ khác nữa là ví dụ như là cái văn hóa xếp hàng, người Việt mình thì thường hay chen lấn, ít có cái văn hóa xếp hàng, còn ở bên nước ngoài này họ rất là lịch sự, họ xếp hàng ngay ngắn cẩn thận, ít có trường hợp nào mà chen lấn hàng lắm. Rồi cái văn hóa là chạy xe nữa cô chú anh chị, ở bên Việt Nam mình thì nếu mà cô chú anh chị nào mà đã biết chạy xe ở Việt Nam thì qua đây á thì thường sẽ thích chạy xe lắm, nhưng mà khi mà lên chạy xe đó là sẽ chạy không có theo một cái lane nào hết, không có theo một cái làn đường nào hết ha. Ở bên này thì mình chạy làn đường nào mình phải chạy làn đường đó, mình chạy thẳng, mình không có chạy giữa làn đường cô chú anh chị ha. Giống như Việt Nam mình thì do là đất chật người đông, những cái phương tiện giao thông rất là nhiều, mình không thể nào đảm bảo chạy theo làn xe được, thậm chí là xe máy chạy vô làn xe hơi chạy vô làn xe máy, chạy loạn xạ hết. Nhiều khi thì cảnh sát cũng thổi là lấn làn lấn này lấn kia, nhưng mà mới thấy hầu như là ít có ai mà 100% mà chạy theo làn được. Nhưng mà khi mà qua bên nước ngoài này mình phải chạy xe theo làn, mình muốn chuyển làn thì mình phải xi nhan ha, chứ không phải là mình chạy một mình là cán lên giữa cái bạch, chạy hai làn giữa hai làn đường như vậy được, cái bên này là không có. Và có một cái biểu hiện nữa là cái văn hóa là thang máy đó cô chú anh chị, khi mà ở bên nước ngoài này họ đi thang máy đó thì mình phải xếp hàng, bên khi mình xếp hàng bên ngoài thang máy đó mình phải chờ cho những người ở trong thang máy đi ra hết thì mình mới đi vào. Nhưng mà người Việt Nam mình thì thường là không nha, mình chỉ cần thang máy mở cửa là mình ùa vô, bất chấp là bên trong có đi ra hay không, có nghĩa là mình ùa vô là người ta bắt buộc người ta phải ra rồi. Khi mà Mai còn ở Việt Nam á thì thật sự là em Mai nó ở Úc, nó về nó sống ở Úc từ khi cấp 3, nó than phiền với Mai là người Việt Nam mình quá kém ý thức, kém, thiếu ý thức. Ví dụ như nó đi coi phim ở hồi xưa nó là Park Sinh Hùng Vương, nó nói là trời ơi ở cái thang máy em đang đứng trước chờ vậy đó mà em trong thang máy mà em chưa kịp bước ra nữa, người ta đã ùa người ta vô hết trơn. Thì khi Mai nghe nó than phiền cái điều đó thì Mai thấy ủa có gì đâu, chắc là nó cũng hơi làm quá đi, nó hơi khó tính quá cô chú anh chị. Nhưng mà khi mà mình sống ở nước ngoài một thời gian dài á, cái văn hóa ứng xử của người ta như vậy á thì mình sẽ quen và mình sẽ thấy khó chịu với những cái điều như vậy. Bản thân Mai bây giờ nếu mà mình trong thang máy mình chưa bước ra mà người ta chen vô thì mình Mai sẽ thấy khó chịu. Nhưng mà khi Mai còn ở Việt Nam thì cái điều đó rất là bình thường, nó diễn ra mỗi ngày, và một ngày không phải một lần, rất là nhiều lần mình đi lên đi xuống thang máy nhiều lần, mình thấy cái việc đó hiển nhiên bình thường, mình sẽ không có thấy cái gì gọi là kỳ cục hết. Nhưng mà sống ở nước ngoài thì mình phải thay đổi với anh chị ha, xếp hàng ở thang máy thì phải đợi người ta đi ra thì mình hẳn đi vào, đó là những cái lịch sự tối thiểu ở nơi công cộng. Thì Mai cũng đưa ra đây là cái thứ nhất, đó là thiếu ý thức nơi công cộng của chính chị, những cái ví dụ cơ bản thôi, chứ không phải là Mai không có nói hết được tất cả các trường hợp, nhưng mà Mai chỉ nói được một số cái trường hợp cơ bản lấy ví dụ để cho các cô chú anh chị hiểu. Và cái vấn đề thứ hai là cái thói quen của người Việt mình, nó nhiều khi đến nhà người khác hay như thế nào đó là thói quen là quá tự nhiên, thiếu giữ kẻ, luôn tuồn thiếu giữ kẻ của chính chị. Người Mỹ thì họ đặc biệt là họ sẽ rất là lịch sự, không có bổ bã giống như người Việt của mình. Bản thân Mai chơi đài với Linh thì mình chơi với nhau lâu rồi nên mình đến nhà mình mở tủ lạnh với nhau là bình thường. Nhưng mà nếu mà mình tới một người nào đó mà mình chưa có quen biết lâu thì mình sẽ không có được mở tủ lạnh, không có đụng chạm vô đồ của họ nha. Không có tự ý lên lầu. Lên lầu là cái khu vực cá nhân riêng tư của mỗi gia đình. Không có ai mà đi lên đó hết. Bản thân Mai, dù là Mai chơi với Linh chơi đài rất là lâu, nhưng mà Mai sẽ chưa bao giờ mà dẫn các bạn đi lên phòng của Mai coi cái này cái kia của Mai. Nếu mà Mai làm như vậy thì chắc chắn là chồng Mai cũng sẽ không vui. Bởi vì chồng Mai trong phòng đó không phải chỉ một mình Mai sống mà còn có chồng Mai nữa ha. Chồng Mai sẽ không thích ai biết được cái không gian riêng tư của mình như thế nào. Ví dụ Mai có thể quay cho các cô chú anh chị xem, chia sẻ được. Nhưng mà nếu mà dẫn người khác, cái đó thì cũng phải có sự... nói chung là chia sẻ thì Mai cũng phải có sự đồng ý của chồng chứ không phải là mình tự ý. Nhưng mà Mai dẫn ai lên thì chắc chắn là chồng Mai sẽ không vui đâu. Cái đó là cái trong cái thói quen mà gọi là tự nhiên luôn tuồn, thì đó là cái hành động ha, biểu hiện về mặt hành động. Ví dụ như mình khi mà mình tới nhà ai á cô chú anh chị, mình muốn đục vô cái gì đó thì mình phải hỏi ý kiến của họ, tôi có thể xem cái này cái kia được không. Ví dụ như mình muốn ra cái vườn rau của Mai đi thôi, bạn có thể dẫn tôi đi xem vườn rau được không, tôi có thể coi cái này coi cái kia được hay không. Ví dụ như khi mình đến nhà người ta thì
mình muốn xem tivi thì mình sẽ hỏi người ta trước, bạn ơi tôi có thể xem tivi được hay không, chứ không phải như người Việt của mình, ví dụ như mình tới nhà người ta chơi mình thấy tiện tay, mình thấy cái remote trên bàn, mình thích coi tivi thì mình bấm lên mình coi. Cái đó cũng là một cái điều bất lịch sự. Tất cả những cái vật dụng gì, muốn làm cái gì mình phải hỏi người ta trước, hỏi chủ nhân của cái đó. Ví dụ như Mai chỉ kể một cái chuyện đơn giản này thôi mà nó khó của chính chị con của Mai Ngân á, thì nó cũng sinh, nó lớn lên sinh ra ở Việt Nam nhưng mà nó lớn lên ở cái nền văn hóa này. Thì có một chị bạn của Mai có con cũng chạc tuổi của nó, thì chị cũng muốn dẫn bạn tới rồi để cho hai đứa chơi với nhau cho nó làm quen á. Nhưng mà khi mà con gái của Mai nó có vẻ nó không thích bạn đó. Khi mà về rồi thì Mai hỏi nó là tại sao con không thích bạn, thì nó nói là con không có thích bạn đó không có được lịch sự, mà bạn đó đưa lên phòng của con á, mà bạn đó tự ý cầm lên đồ của con mà không có hỏi con chứ con không có thích như vậy. Cô chú anh chị biết, một đứa con nít mà nó còn khó chịu như vậy thì huống hồ gì người lớn mà họ đã hình thành tính cách thì họ còn cực kỳ khó chịu như thế nào ha. Từ cái hành động này thì mình cũng rút ra được cái bài học kinh nghiệm của mình là cái thói quen của người Mỹ họ có vẻ hơi là khó tính đó. Họ sẽ không có sự luông tuồng tự nhiên giống như người Việt của mình đâu. Và cái đó là về mặt hành động ha, còn về mặt lời nói cũng vậy. Người Mỹ họ rất là cân nhắc trước những cái lời nói. Ví dụ như họ có thể nói những lời vô thường vô phạt, chứ họ không có tự nhiên luông tuồng mà hỏi những cái vấn đề cá nhân của người khác. Ví dụ như là hỏi tuổi nè, hỏi thu nhập nè, hoặc là hỏi khi nào con lấy chồng. Ví dụ như người Việt mình, những người lớn tuổi mỗi lần về quê ăn Tết hay gì đó là hay bị hỏi là khi nào con lấy chồng này nọ, rất là mất lịch sự. Những cái vấn đề cá nhân thì mình đặc biệt là không có được phép hỏi, vì hỏi như thế thì người ta sẽ đánh giá mình thiếu văn minh ha. Đó, muốn làm cái gì thì phải xin phép họ, những cái hành động không có tự ý, không có luông tuồng. Đó là cái vấn đề thứ hai mà mọi người Việt mình cần phải thay đổi trong cái văn hóa ứng xử. Vấn đề thứ ba mà muốn nói đến ngày hôm nay đó là chính là cái body shaming. Cái body shaming là cái việc mà chê ngoại hình của người khác, cô chú anh chị ha. Đây là một cái điều cực kỳ thiếu tế nhị, thiếu văn minh và tế nhị. Thì Mai thấy là bây giờ là ở Việt Nam cũng rất là nhiều bạn trẻ họ cực kỳ bài xích cái vấn đề này ha. Và cái giới trẻ bây giờ họ cũng đã bớt dần cái thói quen đó rồi. Chứ còn những người lớn tuổi thì họ có thể họ không có biết những cái văn hóa, những cái suy nghĩ mới bây giờ. Cô chú anh chị biết là bên nước ngoài này thì rất là nhiều người béo phì, rất là nhiều người mập. Nhưng mà xã hội ở bên nước ngoài này không có ai chê ai. Cô chú anh chị mình hãy vận dụng một cái câu đó là ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái, ai cũng đẹp hết. Và ngoại hình là một cái điều mà mình không có nên đã động tới, không bao giờ nên nói tới. Ví dụ như khi mình gặp một bạn mà nói ơi ở đây phát tướng nha, vô duyên nha cô chú anh chị. Cái điều đó là cái điều không nên. Ở Việt Nam mình thì hay có cái thói quen đó. Cái đó mình chỉ nghĩ đó là một cái câu nói chơi thôi, nhưng đối với người nước ngoài là một điều mình không nên nói ha. Bởi vì thật sự ra mà nói thì ai mà không muốn có một ngoại hình đẹp ha cả nhà. Bây giờ cái đó là cái điều mà trời cho như thế nào, cha sinh mẹ đẻ, cha mẹ mình cho như thế nào thì mình nhận như thế thôi. Chứ còn ai không muốn mình cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ hấp dẫn, dễ thương, ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà Mai nói thật luôn, thậm chí là có nhiều người họ chê người khác, nhưng mà họ không có nhìn lại bản thân của họ, chưa chắc họ đã hoàn thiện, chưa chắc họ đã xinh đẹp mà họ vội vàng đi chê người khác. Cái này thì Mai cũng nói ấy thôi, tại Mai thì cũng không có quá đặc nặng, nhưng mà có nhiều người cũng coi kênh của Mai cũng chê ơi mặt bự rồi chê già chê này chê nọ. Thì Mai thì cũng bình thường thôi, bởi vì Mai một khi mà đã chấp nhận làm mạng xã hội rồi thì đối với Mai thì cái việc đó nó cũng vô duyên, nhưng mà Mai cũng không có để tâm quá nhiều ha. Nhưng mà cái hành động đó là cái điều mà mình nên thay đổi. Khi mình sống ở nước ngoài, mình không được body shaming, không được chê bai ngoại hình của người khác. Ví dụ như bây giờ người ta chê bai ngoại hình của mình thì mình có buồn hay không? Ví dụ người ta nói chứ ôi mập quá vậy, xong đi tập thể dục đi. Vô duyên không cả nhà, mình nghe mình nghĩ như thế nào? Ai mà không muốn tập thể dục, nhưng mà có thể họ có lý do này lý do kia họ không tập thể dục được. Ví dụ như họ có bệnh về sức khỏe, về cơ thể của họ, họ sẽ không có tập được những cái bài tập nặng, họ sẽ không làm cái này cái kia được. Ví dụ như tim họ yếu, họ sẽ nếu mà họ tập mà họ sẽ bị đau tim thì cũng mệt mỏi hơn nữa ha. Hoặc là do công việc của họ quá bận rộn, họ không có thời gian để họ tập thể dục. Do cái cơ địa của họ dễ mập, họ ăn một chút xíu họ đã mập rồi. Hoặc là có những người mà lùn, do bây giờ cái gen nó lùn rồi. Ví dụ như con của Mai cái gen nó lùn, thì mình chê thì làm cho người ta buồn, làm cho người ta tự ti.
Nói chung là nó không có hay ha. Nếu một ai mà chê mình thì mình cũng sẽ rất là buồn. Do đó cái việc body shaming là cái việc mà nên tránh. Sống ở nước ngoài, một xã hội văn minh thì đặc biệt càng tránh cái điều này của chính chị. Càng không bao giờ được chê bai ngoại hình của người khác. Không có ai là hoàn hảo trên cuộc đời này hết. Vấn đề thứ ba mà Mai muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là mình phải lúc nào cũng nên nói cảm ơn, xin lỗi khi mà mình giao tiếp ở nơi công cộng. Ví dụ như mình đi lên, đi xuống xe bus, mình cũng phải nói cảm ơn. Khi mình xuống xe, mình cũng phải nói cảm ơn với cái chú tài xế lái xe bus, anh tài xế lái xe bus, những cái người mà mở cửa phía sau cho mình, mở cửa cho mình cũng phải nói cảm ơn. Và phải dùng những cái từ please, những cái từ magic words của chúng chị. Thì mọi người cũng biết là Mai cũng học được rất là nhiều từ chồng Mai trong việc mà ổng giáo dục hai đứa nhỏ, thì Mai học được. Chứ thật ra bản thân Mai cũng là một người qua đây khi đã lớn tuổi, nên là Mai cũng đã hình thành cái thói quen sinh hoạt của người Việt Nam mình rồi. Ví dụ như ở Việt Nam mình nói chị ơi em muốn order cái này, vậy là lịch sự rồi đúng không cả nhà. Hoặc là chị ơi cho em một cái tô phở, vậy là mình đã thể hiện được cái sự lịch sự của mình. Chỉ cần cái ngữ điệu, cái giọng điệu của mình như vậy là mình đã đủ lịch sự rồi. Nhưng mà không, trong văn hóa nước ngoài thì mình phải dùng từ please là chị ơi vui lòng cho tôi order một tô phở. Họ sẽ rất là trịnh trọng ha. Cái đó mới gọi là cái lịch sự, chứ không phải là nói cho tôi một tô phở thì mình đã là lịch sự rồi. Không, ở đây họ phải dùng những cái từ nhấn mạnh, ví dụ như là vui lòng cho tôi cái này, vui lòng cho tôi cái kia, vui lòng lấy cho tôi cái này, hoặc là nếu mà bạn không phiền thì như thế này thế kia, là họ sẽ dùng những cái mẫu câu cực kỳ trang trọng và những cái từ please, thank you, sorry. Ví dụ như bất kể khi mà mình đi ngang qua một người khác, người Việt mình thì sẽ có thói quen khác. Ví dụ như mình đi ngang họ thì mình sẽ cúi đầu, nhưng mà người nước ngoài thì họ sẽ kêu excuse me, là tha lỗi cho tôi. Thì những cái phép tắc hành xử tối thiểu đó, thì đôi khi cái này thì không phải là người Việt mình mất lịch sự đâu, mất vô văn hóa đâu, mà do là mình cái thói quen văn hóa của mình nó khác của họ. Do đó thì mình không có vận dụng những cái từ này thường xuyên. Ví dụ như khi mà mình dùng cái từ vui lòng á thì nghe nó trịnh trọng quá, làm ơn thì nghe nó trịnh trọng quá, và chị ơi làm ơn cho em tô phở thì cũng được, nhưng mà nghe từ vui lòng thì nó hơi trịnh trọng ha. Do đó thì mọi người khi mà trong cái văn hóa mình đi ra ngoài mình giao tiếp, bất kể là một người bồi bàn, bất kể là một người rửa chén, bất kể là những cái bạn dọn nhà cho Mai, thật sự khi mà họ đến thì họ làm xong Mai đều cảm ơn. Ví dụ như khi mà họ về Mai nói thank you hay gì đó, have a good day, chúc bạn một ngày tốt đẹp, mình đều cảm ơn. Bất kể với những người lớn hơn mình, nhỏ hơn mình, tầng lớp nào đi chăng nữa, thì mình phải thể hiện cái sự lịch sự của mình bằng những cái lời nói cụ thể, những cái từ ngữ cụ thể, những cái mẫu câu cụ thể ha. Đó là những cái từ mà mọi người nên nhớ, đó là please, thank you, sorry. Hay là mình đi bước qua một cái gì thì mình cũng phải excuse me ha, tha thứ cho tôi. Hoặc là khi mà mình hắt xì hơi, hay mình làm những cái gọi là những cái hành động không có hay, ví dụ như mình nè, thì mình cũng phải nói là excuse me, tha lỗi cho tôi. Hoặc là mình hắt xì hơi, mình cũng phải nói excuse me. Đó là những cái hành động cơ bản nho nhỏ thôi, nhưng mà nó có một cái sức mạnh ghê gớm. Những cái từ này nó có sức mạnh ghê gớm lắm cô chính chị, bởi vì Mai đã từng để ý nha. Hồi xưa thì Mai sẽ không có nói những từ này nhiều, nhưng mà khi mà ông xã Mai dạy hai đứa nhỏ đó, thì Mai đi Mai mua sắm, bản thân Mai khi Mai nói chuyện với những người nhân viên đi, thì khi mà mình dễ thương á, mình tử tế, mình đàng hoàng với họ, họ đối xử với mình cũng rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, tử tế, đàng hoàng. Mai biết rằng không phải là mình cố gắng, mình cố tình, mình không có lịch sự đâu. Có nhiều người Việt Nam, có nhiều người bạn của Mai thì nói là I want to see this one, I want to see that one. Cái đó chỉ là một cái văn hóa giao tiếp bình thường mà người Việt mình nói là bình thường, nhưng mà đối với người nước ngoài thì nó rất là mất lịch sự. Nó giống như là nó ra lệnh cho người khác, ví dụ như I want this one, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, nó giống như là ra lệnh. Hoặc là I need this one, hay là tôi cần cái này, tôi cần cái kia, mình có thể là mình nói là can you please, hay là bạn có thể vui lòng cho tôi xem cái đó được không, hoặc là nói là nếu mà bạn không phiền thì bạn lấy giùm tôi cái kia được hay không. Những cái câu đó nó có sức mạnh ghê gớm lắm. Bởi vì khi mà Mai học được rồi á, Mai đi ra đường, khi mà Mai nói chuyện với người Mỹ, mặc dù là tiếng Anh của mình không có giỏi, nhưng mà cái cách thể hiện của mình á, nó nói lên không là
mình là một người nhã nhặn lịch sự. Thì khi mà Mai học được thì Mai thấy là Mai ứng dụng trong cái đời sống của mình. Xin lỗi bạn, tiếng Anh của tôi không có giỏi lắm, nhưng mà bạn vui lòng có thể cho tôi sang kia được hay không? Bạn nói ơi không có sao đâu, trời ơi tiếng Anh của tôi còn tiếng Việt của tôi còn không biết nói tiếng Việt khi tôi qua Việt Nam nữa. Họ rất là vui vẻ với mình, nhã nhặn đối với mình ha. Cái đó là cái vấn đề thứ ba mà mọi người nên nhớ nha. Khi trong cái văn hóa giao tiếp ứng xử ở Mỹ, khi mình nói chuyện với một người nào đó, người lạ, thì mình, ngay cả người trong nhà của mình, bản thân chồng Mai cũng vậy đó. No thank you. Không, em không thích. Ổng có mời mình ăn cái gì mình cũng thôi, em không thích đâu, cảm ơn anh. Ừ vậy đó. Hoặc là nói anh ơi anh làm ơn lấy giùm em cái kia, hay làm ơn lấy giùm em cái nọ. Lúc nào, ngay cả trong gia đình hoặc là ngoài xã hội, những cái từ đó là những từ không thể nào thiếu. Cái này thì nhiều người biết, nhưng mà có lẽ là nhiều người quên. Thì Mai chỉ muốn nhắc lại với các cô chú anh chị và các bạn để mọi người có thể nhớ, ghi nhớ hơn một chút xíu, mình có thể trở thành một người ứng xử văn minh hơn. Đó, đó là vấn đề thứ ba ha. Và cái vấn đề thứ tư mà Mai muốn nói đến ngày hôm nay, đó chính là người Việt mình hay có thói quen, cô chú chị biết là như thế nào không? Chạy xe đi đứng, chạy xe rất là hấp tấp. Trong những cái thói quen văn hóa ứng xử hàng ngày, chạy xe rất là hấp tấp. Đi thì cái gì lúc nào cũng vội vã hết, nhưng mà đi thì rất chậm. Ăn nhanh và lúc nào mắt cũng dán vào điện thoại. Người Mỹ thì họ sẽ không có cái thói quen là cô chú chị. Ví dụ như chạy xe cũng vậy nữa. Mai thì hồi xưa Mai cũng hấp tấp lắm, chạy xe đèn vàng cố gắng vượt cho nó qua, ít khi nào mà chịu ngừng đèn đỏ, đèn vàng ít khi nào mà chịu ngừng lại lắm. Và tới bảng stop á, cũng giống như là stop cho có vậy, xong rồi đi. Rồi chạy xe lúc nào cũng ôm đít người ta, cứ muốn là lẹ đi, rất là hấp tấp. Nhưng mà khi mà Mai lấy chồng Mai thì Mai học ra một cái điều, đó là mình phải cẩn thận khi chạy xe, cẩn thận trong cách hành xử. Bởi vì khi mà mình làm một cái điều gì đó sai, mình ví dụ mình chạy xe mà mình hấp tấp đi, mình gây tai nạn, thì cái hậu quả nó xảy ra, mình giải quyết cái hậu quả đó nó còn chậm hơn rất là nhiều. Do đó thì bất kể khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ví dụ như Mai có đi đón con muộn đi chăng nữa, thì Mai cũng chạy xe từ từ, không phải là từ từ quá, nhưng mà cũng phải chạy xe cẩn thận, chứ không có việc mà hấp tấp cứ ôm sát cái đít người ta rồi lỡ mình đụng xe thì con mình đón chậm hơn nữa. Hoặc là con Mai nó có đau bệnh, Mai cần chở đi bệnh viện, thì mình cũng phải chạy xe từ tốn, không có nên hấp tấp. Bởi vì khi mình hấp tấp thì những cái hậu quả giải quyết sau đó nó còn mệt mỏi và nó phiền phức hơn rất là nhiều. Ăn cũng vậy, người Mỹ thì họ sẽ có thói quen là khi mà họ ăn thì họ sẽ rất là từ tốn, để cho bữa ăn nhẹ nhàng, họ rất là enjoy, rất là tận hưởng cái bữa ăn của họ. Người Việt mình thì ăn 15-20 phút vô là ăn xong. Nhưng mà người Mỹ thì họ sẽ từ từ, chậm rãi, thưởng thức, rất là thưởng thức cô chú anh chị. Bữa ăn của họ có thể kéo dài 2-3 tiếng là bình thường. Bữa ăn của họ có bao gồm là tráng miệng nè, bữa ăn chính nè, khai vị nè, bữa ăn chính nè, rồi tráng miệng nè. Họ ăn theo từng cái phần, 3 phần, có 3 phần trong một bữa ăn của họ cô chú anh chị. Và Mai cũng nói luôn, có nhiều người trong cái bữa ăn của họ đó, họ sẽ không có thói quen mời, không có mời ăn cô chú anh chị. Nhiều người hỏi Mai tại sao con Mai nó không mời ba mẹ ăn. Tại vì cái văn hóa của người Mỹ họ không có thói quen mời. Họ có thể chỉ như thế này, cái văn hóa của họ là họ sẽ chờ. Ví dụ như mình ăn khai vị đi, thì mình sẽ chờ cho món khai vị của tất cả mọi người cùng lên, và bây giờ mình cùng ăn một lúc. Và sau đó tới cái phần bữa ăn chính thì mình sẽ chờ cho bữa ăn chính của tất cả mọi người cùng lên và mình ăn một lúc. Và bữa ăn tráng miệng cũng như vậy, không có thói quen mời ha. Đặc biệt người Việt mình hay phải mời người lớn tuổi, ba mẹ, ông bà, nhưng mà bên Mỹ họ sẽ không mời. Họ chỉ mời trừ trường hợp mình nấu ăn, mình phục vụ cho người đó, thì mình mời họ ăn cái đồ này, đó gọi là mời. Chứ họ sẽ không có thói quen là mời ba mẹ, ông bà ăn trong bữa ăn. Và cái thời gian ăn là thời gian dành cho gia đình, chứ không phải là thời gian ăn là cái mắt dán vô cái điện thoại. Họ sẽ trao đổi một số công việc, nói nhỏ nhẹ, ăn thì sẽ không có hả miệng nè, không có vừa nói vừa nhai nè. Khi mà nhai thì ngậm miệng lại. Sao ta? Không có được hả miệng ra để cho người ta thấy thức ăn ha. Và không có được nhai nói ngồm ngoàm. Không có dùng cái đĩa, cái thìa riêng của mình để đụng vào cái đĩa đồ ăn chung. Ví dụ như mình muốn ăn cái gì thì mình sẽ nhờ họ đưa cái dĩa đó cho mình, họ xong mình lấy vô dĩa của mình, xong mình trả lại cái đĩa đó. Thì họ không có cần phải để sát đồ ăn, mình có thể họ đồ ăn để xa cũng được. Khi mà mình muốn ăn cái dĩa đó thì mình nhờ họ chuyển, thì mình sẽ lấy đồ ăn ra thôi vậy cả nhà. Thì cái đó là cái văn hóa của họ. Và cũng không có cái việc mà cười nói quá là gọi là
lớn tiếng hay là như thế nào trong bữa ăn, đa số là họ sẽ trao đổi, nói chuyện một cách nhẹ nhàng, lịch sự thôi. Đó là văn hóa ăn uống ha. Và cái vấn đề thứ năm mà Mai muốn chia sẻ đến ngày hôm nay, đó chính là cái vấn đề mà tôn trọng sự khác biệt. Mình phải học cách tôn trọng sự khác biệt và ngừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Cái đó là rất là nhiều người Việt mình hay gặp phải. Ví dụ như ở Mỹ thì họ rất là tôn trọng sự khác biệt của mọi người. Ví dụ như tôi thích màu hồng, bạn thích màu đen. Mình không thể nào nói là màu đen xấu, màu hồng đẹp, đúng không cả nhà? Hay mình không thể nào nói là màu xanh mới là màu xanh hy vọng, còn màu hồng, màu đen đều xấu hết. Mình nên tôn trọng sự khác biệt, mỗi người nó có một cái sự khác biệt riêng. Ví dụ như Mai mua cái xe, Mai chỉ ví dụ thôi ha, Mai mua cái xe màu đen, cái mọi người nói trời ơi màu đen nhìn chết chóc quá, tại sao không mua xe màu trắng nhìn đẹp hơn. Cái đó là cái điều mình không có nên nói nha cả nhà, tại vì mình thích màu trắng nhưng mà người ta thích màu đen thì đó là cái quyền của người ta. Mình nên tôn trọng sự khác biệt. Và mình, nếu như mình nói là ôi nấu ăn gì kỳ vậy, cái này phải bỏ thêm ớt vô, cái này phải bỏ, phải có hành chứ, cái này phải có cần chứ, hay như thế nào thế này thế kia. Có thể bạn thích ăn cần nhưng mà tôi không thích ăn cần. Có thể là bạn nấu cách này nhưng mà nhà tôi lại nấu cách khác. Có nhiều người lại nói cắt rau gì kỳ vậy, rau cắt này phải cắt dài hơn, sao cắt ngắn, cắt muỗng 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 vậy. Có thể là gia đình bạn cắt dài nhưng mà gia đình tôi cắt khác, cái vùng miền của bạn cắt dài nhưng mà vùng miền của tôi cắt khác. Mình nên tôn trọng sự khác biệt. Vì những người Việt Nam mình thì hay thiếu cái sự tôn trọng sự khác biệt. Ví dụ như nói ơi bạn không được ở nhà, đi làm mới có giá trị, ở nhà không có giá trị. Cái đó cũng là không có tôn trọng sự khác biệt. Bây giờ bạn nghĩ là đi làm thì bạn mới có giá trị, nhưng mà đâu phải tôi cũng nghĩ giống bạn, đâu có nghĩa tôi ở nhà là tôi không có giá trị đâu. Nên là bạn đừng có áp đặt cái suy nghĩ của bạn lên suy nghĩ của người khác, thì cũng đừng có áp đặt cái ý kiến riêng của bạn lên cái ý kiến riêng của người khác. Bởi vì bạn có ý kiến riêng thì người khác họ cũng có ý kiến riêng. Mà đặc biệt một điều là người Việt mình hay có suy nghĩ là phải tôn trọng người lớn tuổi. Ta lớn tuổi hơn, ta có nhiều kinh nghiệm hơn, ta có quyền chỉ dạy cho mày, hoặc là ta là mẹ mày, ta có quyền. Mình hay dùng những cái quyền đó để mình áp đặt, mình đè đặt cái ý kiến của người khác. Ví dụ con mình nó nói mẹ ơi con thích học ngân hàng. Mẹ nói thôi ngân hàng bây giờ khó xin việc lắm con, không có kiếm được việc đâu, bây giờ phải học kế toán đi. Cái đó cũng là cái áp đặt ha. Kinh nghiệm của mẹ, mẹ bây giờ mẹ biết, mẹ lớn tuổi hơn con, mẹ biết, mày đừng có cãi mẹ, mẹ ra đời lâu rồi. Cái đó cũng không có nên cô chú anh chị. Mặc dù mình là mẹ nhưng mà mình phải tôn trọng sự khác biệt. Bản thân chồng của Mai, 4 đứa con, không có đứa nào theo nghề hết, nhưng mà ổng vẫn rất là tôn trọng. Bởi vì mỗi người đều có một cái sở thích, một cái quan điểm sống riêng, mà mình không thể nào mà áp đặt người ta phải sống theo cái sở thích, cái quan điểm của mình được. Dù mình là ba là mẹ, là ông là bà, thì mình cũng không có quyền. Hãy để cho người ta sống cuộc đời của người ta. Mình đã sống cuộc đời của mình rồi thì mình hãy để cho người ta sống cuộc đời của người ta, đừng có sống giùm cuộc đời của họ ha cô chú anh chị. Bởi vì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Bạn thích cái điều đó không có nghĩa là người ta cũng thích. Bạn thấy như thế này là bạn hạnh phúc, nhưng không có nghĩa là người khác cũng hạnh phúc. Người ta sẽ chỉ hạnh phúc với những cái lựa chọn của họ mà thôi. Do đó thì người Việt mình là hay có cái thói quen là áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác, thiếu tôn trọng sự khác biệt. Cái điều này thì mình nên tránh. Bởi vì mình tránh không phải là chỉ ngoài cái xã hội không cô chú anh chị. Đó thì đây là những vấn đề cơ bản trong cái việc mà ứng xử sao cho văn minh của người Việt mình khi sống ở nước ngoài cô chú anh chị ha. Những thói quen mà thiếu văn minh người Việt mình cần phải từ bỏ. Mai cũng chia sẻ những cái vấn đề cơ bản thôi, 5 vấn đề. Nếu mà cô chú anh chị nào có thể bổ sung thêm, có thể chia sẻ thêm với mọi người thì Mai cảm ơn nhiều. Ở dưới bình luận nha cô chú anh chị. Mọi người coi nè, chứ mưa cô chú anh chị ơi, mưa. Bên Mai mưa ơi là mưa luôn. Ngồi ở đây tâm sự với mọi người mà mưa quá trời mưa. Đó, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã nghe Mai chia sẻ ngày hôm nay. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Tạm biệt mọi người.